Bây giờ bọn mình sẽ đến núi đôi Quản Bạ. Đây là một trong những điểm du lịch rất là hút khách. Bạn có thể thấy rất là nhiều xe đến đây check in này. À, mọi người ơi, mình đang có mặt ở Quản Bạ và sau lưng mình chính là phần núi đôi rất là nổi tiếng mà mọi người hay check in. Mọi người cùng xem nhé. Xem nhiều chút ạ. Xong rồi. Nghe nói là những bậc thang ở đây là trải qua khoảng tầm 100 bậc là các bạn sẽ leo được lên đến view để ngắm núi đôi Quản Bạ, núi đôi Cô Tiên.